Xin chào mọi người, tôi tên là Lê Thị Hương Lan, là sinh viên khóa 3 của Đại học LX, mã số sinh viên CUV021HP008. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề học để làm gì. Vậy theo các bạn biết thì học để làm gì? Mỗi người sẽ có một suy nghĩ, có một xác định, có một tư duy riêng về học để làm gì. Có người cho rằng học để thành tài, có người cho rằng học để làm quan, người cho rằng học để cho hết ngày, người lại nghĩ là học cho vui. Người thì nghĩ là học để thay đổi cuộc sống, để kiếm một công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ về học để làm gì khác nhau. Vậy theo bạn thì cái nào là đúng nhất, cái nào là hay nhất? Theo mình thì nó cũng không đúng nhất, mà nó cũng chẳng phải là hay nhất, mà nó cũng không sai. Bởi vì mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau về vấn đề học để làm gì. Mỗi người sẽ có một trường hợp, hoàn cảnh khác nhau để suy nghĩ về nó. Người nào cầu tiến thì sẽ nghĩ là học để sau này có một công việc ổn định, có một tiền lương thật là nhiều, cố gắng cho cuộc sống sau này. Còn những người mà nghĩ đơn giản, đã được nuông chiều từ bé, đã được bố mẹ yêu thương, thì chỉ nghĩ là đi học để hết ngày, đi học cho vui, đi học để trốn bố mẹ đi chơi. Như vậy nếu mà nói nó sai thì có sai không? Thật ra thì nếu mà so với cả đạo lý, với cả những người lớn tuổi thì nó là sai. Nhưng mà với những người đấy, với trường hợp của họ, thì họ đấy là lý do học để làm gì của họ. Mình cũng không thể nói là họ đúng hay họ sai, bởi vì đấy là trường hợp của họ, đấy là điều mà họ đặt họ trả lời được là họ học để làm gì. Vậy ngày nay việc học để làm gì có ích hay là có hại gì trong xã hội ngày nay? Theo mình thấy thì tầm 80% thì cho rằng học để được có một công việc ổn định hơn này, có nhiều tiền hơn, có để thành đạt hơn. Số còn lại thì cho rằng là học để nâng cao bản thân, rèn luyện ý chí, rèn luyện lại bản thân mình. Còn với mình thì với những người mà lớn tuổi, giáo viên thì lại cho rằng việc học để làm lại con người, để tạo lên được một con người chín chắn, nghĩa là học để làm người đấy. Thì việc giáo dục hiện nay nó khá là có một cái gì đấy mình không thể giải quyết, mình không thể giải thích được, nhưng mà học sinh bây giờ bị áp dụng vào sách giáo khoa quá nhiều, không thể nào mà thoát ly được sách giáo khoa. Cái nền giáo dục cũng không thể thoát ra được, lúc nào cũng chỉ có sách giáo khoa, có những thứ nền tảng văn mẫu sẵn rồi, các em chỉ cần áp dụng vào đấy để làm bài. Thế là giáo viên lúc nào cũng áp đặt lên học sinh là phải đúng bài, phải đúng như thế, phải đúng như sách giáo khoa. Mình cũng không được quyền tranh biện hay là phản bác lại giáo viên, bởi vì như thế là sai. Với giáo viên chỉ cần cầm được quyển sách giáo khoa, chỉ cần học được những cái gì trong sách giáo khoa có, thì coi như là giáo viên đã cầm túm được hết đầu của học sinh luôn. Chỉ cần trả lời sai, trả lời không đúng với ý của thầy cô, không đúng với cả sách giáo khoa, thì bạn có thể bị coi là sai, không thuộc bài. Và như vậy thì một môi trường giáo dục chỉ có đọc chép, đọc hiểu và học thuộc, nó không có một chút gì tư duy logic hay là một chút sáng tạo nào trong cái cuộc sống hiện nay. Vậy thì học nhiều như thế nhưng mà lại không giúp ích gì được cho sau này. Cái việc mà bạn học trong sách vở quá nhiều nhưng mà đến khi bạn ra ngoài thực tiễn thì nó lại không áp dụng một chút gì hết vào cuộc sống hay là vào công việc mà bạn đang làm, thì cái việc đấy nó thật sự là không cần thiết. Vậy thì mình phải học như thế nào? Có 3 điều, đó là học cái gì, học như thế nào và học để làm gì. Thường thường giáo viên hay nôi cái học cái gì, học để thi, học để thi, để đỗ, để rạng danh nhà trường, để tôn vinh thầy cô giáo là đã giúp được các học sinh đỗ trường này trường kia. Nhưng thật ra là những cái việc đấy sau này nó lại không giúp ích gì cho cuộc sống tương lai của các em nó cả. Việc như thế thật sự là mình cần thay học cái gì
thành học để làm gì. Mỗi người sẽ có những định nghĩa về cái đấy khác nhau, nhưng thật ra thì nếu mà định nghĩa chung về học để làm gì thì nó sẽ không có định nghĩa chung. Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh, sẽ có một định nghĩa khác nhau về học để làm gì. Vậy nên là mình không thể đánh giá là việc học để làm gì của mọi người có đúng hay không. Nhưng mà mọi người thường thường hay nghĩ là mình sẽ học để mình thành bác sĩ, mình thành công an, mình thành cái này cái kia, ông này bà nọ. Bố mẹ mình cũng thế, bố mẹ mình cũng muốn là sau này con cái học hành tốt thì sẽ có cơ nghiệp này, có được chức quyền cao trọng này. Nhưng mà cái việc đấy thật sự là với nền giáo dục hiện tại thì nó không thể nào đạt được. Bởi vì các bạn chỉ có áp dụng sách giáo khoa và các bạn không được bước ra bên ngoài, các bạn không được thực hành, các bạn không được làm. Nghĩa là mình phải nghe nhiều, nói nhiều, thực hành nhiều. Những cái đấy nó gộp lại thì nó mới thay đổi được bạn. Chứ việc sách giáo khoa năm nay sang năm khác nó cũng chỉ có như thế, chỉ tiến triển thêm một tí. Nếu bạn không tìm được một con đường của chính bạn thì bạn cứ đi mãi cái đường vòng lập đấy thôi. Chỉ là từ năm này sang năm khác bạn không tìm ra được lối đi, bạn cứ đi vòng rồi cũng chả thể phát triển con người, cũng chỉ đứng chân tại đấy. Nên là cái việc học mà để làm gì giờ rất là cần thiết. Mỗi người sẽ phải đặt ra những câu hỏi cho mình: học để làm gì, học để thành cái gì. Đấy là câu hỏi mà mọi người cần phải hỏi chính bản thân mọi người, bởi vì không ai giống ai, mỗi người sẽ có một định hướng riêng mà, đúng không? Nên là chúng ta phải hỏi chúng ta xem chúng ta muốn gì, chúng ta cần gì, chúng ta phải bắt đầu từ đâu, chúng ta phải học những cái gì, học cái đấy ở đâu, và đưa những cái đấy thành của mình. Sau khi mà mình ra ngoài này, mình giao lưu, tiếp xúc, học hỏi của những người xung quanh thì mình phải biến hóa nó thành của chính bản thân mình. Chứ không thể nào mà mình học của họ xong mình chỉ biết những cái đấy thôi, mình phải học thêm, mình phải biết thêm nhiều thứ hơn và cũng phải biến hóa nó thành của mình nữa. Bởi vì cuộc sống bây giờ nếu mà mình chỉ có học không ấy, nó thật sự là không đủ. Học phải đi đôi với làm. Nếu mà làm sai làm lại, làm mãi, lúc nào cũng phải cầu tiến về sự học hành của mình. Để làm gì? Để trả lời cho cái câu hỏi là học để làm gì đấy. Để trả lời cho câu hỏi của chính bản thân mình. Đây là việc mà mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực, mình phải học hỏi và luôn luôn là tìm hiểu về cái lĩnh vực mà mình muốn hiểu, mình muốn biết. Chứ nếu không mà cứ chạy mãi trên một con đường mà không biết lối ra, cũng không biết là mình đi con đường đấy đúng hay không, trong suốt vài năm trời cứ đi mãi như thế, thì câu hỏi đặt ra là tại sao mình, cái câu hỏi của chính bản thân mình là mình không trả lời được. Tại sao mà mình có thể làm mọi thứ, mình có thể học mọi thứ, mà cái việc mà mình cần gì, mình thích gì, mình phải như thế nào mình không trả lời được. Đấy mới là lý do. Chính vì thế bọn mình mới đưa ra cái chuỗi câu hỏi mà 5W1H, để cho mọi người luôn luôn đặt câu hỏi chính bản thân mình là cái việc đấy mình phải tiến triển như thế nào, mình phải đi con đường đấy như thế nào, mình phải tìm hiểu về nó ra sao. Chứ không phải là mình cứ đặt chân là mình đi, mình cứ đặt chân xuống là mình chạy. Không, đôi khi là đường thẳng không phải là đường ngắn nhất, đường vòng là đường nhanh nhất. Nhưng rồi để một cái xã hội như bây giờ mà để học mà không có đi làm, không được va chạm thực tiễn thì thật sự là rất là khó. Thế là mọi người phải thoát ly được sách giáo khoa ra. Bởi vì sách giáo khoa là một cái gì đấy, nó như con dao hai lưỡi, nó giúp, vừa giúp mình mà cũng vừa hại mình nữa. Bởi vì những cái đấy là của người khác, quyển sách giáo khoa đấy đã được người khác soạn thảo và mình lại học lại cái đấy. Nghĩa là lúc nào cái tư duy của mình ấy cũng là của người khác, không phải là tư duy của mình. Mình tư duy trên cái tư duy của người khác chứ không phải của bản thân mình. Như vậy thì mình cứ mãi dậm chân một chỗ thôi, không thể nào mà đi lên, tiến lên với cả mấy cái con số mà đến đích được. Mình luôn luôn ở con số 0, hoặc là dù có đi một vòng vẫn về con số 0. Bản thân của mình thì cũng như vậy thôi. Mình phải đặt ra những câu hỏi cho chính bản thân mình để cố gắng, để nỗ lực để đạt được nó. Thì như vậy mỗi người sẽ đặt được câu hỏi đấy là học để làm gì. Bởi vì
không phải là ai cũng thích làm vua. Nếu ai cũng làm vua thì ai làm dân? Ai cũng vứt rác thì ai sẽ là người nhặt rác? Mà ai cũng nhặt rác thì lấy đâu ra rác mà nhặt, làm gì có ai vứt rác nữa, đúng không nào? Phải có ông làm kỹ sư thì phải có nhân viên thì cái công trình đấy mới được vận hành. Nên là mọi cái trên thế giới này thì phải có cái cần và đủ, nó là hai cái điều kiện mà bắt buộc phải đi kèm với nhau. Vậy nên là hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Mình học để làm gì? Mục đích của mình học để thành cái gì? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào mọi người.